giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc phần mũ nhé. Phần mũ thì đầu tiên mọi người cũng sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật trước. Sau đó thì mọi người sẽ lên cho mình là hai bính nhé, 1 và 2. Sau khi hai bính thì tiếp theo mọi người sẽ móc vào trong vòng tròn cho mình là 12 mũi kép nhé, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, 9, 10, 11 và 12. Sau khi lên xong, móc xong 12 mũi kép thì mọi người sẽ cầm cái sợi dây ngắn này và rút lại thật chặt cho cái vòng tròn của chúng ta được khít lại nhé. Và sau đó thì mọi người sẽ trượt vào cái chân mũi đầu tiên cho mình. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rồi lên một bính. Sang hàng số thứ 2 thì hàng 2 này, trước hết mọi người cũng sẽ lên cho mình hai bính như thế này. Sau khi lên xong hai bính thì tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình là 12 mũi kép tăng nhé. Có nghĩa là mỗi một chân mũi này thì mọi người sẽ móc cho mình là 2 mũi kép cho một chân nhé. Mọi người như vậy là chúng ta đã được một cụm rồi nhé. Mọi người cứ móc cho mình 2 mũi kép cho một chân và lặp lại đến hết vòng là được. Đó, như thế này. Mũi kép số thứ 3. Và mọi người cứ lặp lại cho hết vòng cho mình nhé. Sau khi móc xong đến mũi cuối cùng rồi thì mọi người lại tiếp tục trượt vào chân mũi đầu tiên mà chúng ta đã đánh dấu. Sau đó lên một bính, lên thêm một bính là hai bính. Như vậy là chúng ta đã xong hàng số thứ 2 rồi nhá. Tiếp theo là sang hàng số thứ 3. Hàng 3 này thì mọi người sẽ móc cho mình cụm là một kép và một kép tăng nhá. Lặp lại đến hết vòng cho mọi người nhé. Đầu tiên là một kép này, mọi người sẽ đánh dấu cái mũi kép đầu tiên lại cho mình. Tiếp theo này, một kép tăng vào chân mũi tiếp theo. Đó, như vậy là chúng ta đã được một cụm rồi nhé mọi người. Tiếp theo thì mọi người sẽ lặp lại cụm đó cho đến hết vòng là được. Một kép này, một kép tăng, tiếp tục lặp lại, một kép tăng. Sau đó thì mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến hết vòng là được nhé. Một kép này, một kép tăng. Như vậy là mình đã móc xong cái cụm cuối cùng rồi nhá mọi người. Và sau khi móc xong cụm cuối cùng rồi thì mình cũng sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên và lên một bính để kết hàng nhá mọi người nhá. Như ở đây thì mọi người sẽ lên thêm một bính nữa cho mình là hai bính. Bây giờ là chúng ta sẽ sang hàng số thứ tư. Thì hàng số thứ tư này mọi người sẽ móc cho mình cụm là 5 kép và một kép tăng nhá. Đầu tiên là 5 kép này. 1 này, đánh dấu mũi đầu tiên lại cho mình. Tiếp tục lặp lại này. 2, 3, 4 này,
và năm. Năm kép. Sau đó mọi người sẽ móc cho mình một mũi kép tăng. Một mũi kép tăng. Như vậy là mình đã xong một cụm 5 kép và một kép tăng rồi nhé mọi người. Tiếp theo thì mọi người sẽ lặp lại cụm đó cho mình thêm 5 lần nữa nhé. Lặp lại này. 1 2 3 4 5. Sau đó sẽ là một tăng. Tiếp tục lặp lại cho mình này. 1 này. 2 3 4 và 5. Sau đó lặp móc một mũi kép. Đó, như vậy mọi người cứ lặp lại cho đến hết vòng là được nhá. Tiếp theo là từ hàng số thứ 5 cho đến hàng 6 thì mọi người sẽ móc cho mình là 42 mũi kép nhá. Mọi người sẽ móc cho mình là tổng cộng là 2 hàng. Mỗi hàng là 42 mũi kép. Mọi người móc mũi kép bình thường cho mình là được nhá. Và hẹn gặp mọi người ở cuối hàng số thứ 6. Hiện tại thì mình đã móc xong hàng số 6 rồi nhé mọi người. Tiếp theo bây giờ là chúng ta sẽ sang hàng số thứ 7. Hàng 7 này thì mọi người sẽ móc cho mình cụm là 5 kép và 1 kép giảm nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ móc cho mình 5 mũi kép trước. 1 này. Đánh dấu cho mình cái mũi đầu tiên lại. 2 3 4 5. Xong 5 mũi kép rồi nhé mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ móc một mũi kép giảm. Mọi người sẽ lấy cho mình một vòng len, sau đó đâm qua 2 mũi, kéo len qua. Đó, như vậy là chúng ta đã xong một cụm rồi nhé mọi người. Tiếp theo thì mọi người sẽ lặp lại cụm đó cho mình thêm 5 lần nữa. Một kép này. 2 kép. 3 kép. 4 kép. Và 5 kép. Sau đó mọi người sẽ móc cho mình mũi kép giảm. Sau khi giảm xong là chúng ta đã xong một cụm rồi nhá. Lại lặp lại cho mình. 1 này. 2 3 4 5. Sau đó lại một giảm, một kép giảm. Rồi sau đó thì mọi người cứ lặp lại cho đến hết vòng là được nhá. Sau khi móc xong hàng này thì mọi người lại trượt vào cái chân mũi đầu tiên mà chúng ta đã đánh dấu này. Kéo lên qua, sau đó mọi người lên một bính, sau đó kéo lên ra cho mình và cắt lên. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái mũ rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc phần váy nhá. Và mình sẽ vẫn sử dụng len màu xám để mà móc. Đầu tiên thì hàng thứ nhất mọi người sẽ lên cho mình là 22 bính. Đầu tiên tạo cho mình một nút thắt trước này. Sau khi tạo xong nút thắt thì mọi người sẽ lên cho mình 22 bính. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 rồi. Sau khi lên xong 22 bính như thế này thì mọi người sẽ trượt vào cái chân mũi đầu tiên, chân bính đầu tiên. Đó, cái bính đầu tiên này mọi người ạ. Mọi người sẽ đâm kim vào đó, sau đó kéo lên qua. Lên một bính. Để chúng ta sẽ tạo được một cái vòng tròn như thế này nhé. Sau khi tạo xong cái vòng tròn như thế này thì mọi người lại lên cho mình thêm một bính nữa là 2 bính nhá. Sau đó thì mọi người sẽ móc cho mình là 22 mũi kép
vào trong cái vòng tròn này. 1 này. Đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại cho mình. Hai, ba này, bốn, năm, sáu này, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba này, mười bốn, mười lăm, mười sáu, 17, 18, 19, 20 này, 21, 22. Và sau khi móc sau hàng này thì mọi người sẽ trượt vào cái chân mũi đầu tiên mà mình đánh dấu này nhá. Rồi lên cho mình hai bính, 1 và 2. Sau đó thì từ hàng số thứ 3 cho đến hàng 4, mọi người sẽ móc cho mình thêm hai hàng nữa giống như hàng số thứ 2 nhá. Mỗi hàng là 22 mũi kép. Móc thêm cho mình hai hàng nữa. Và hẹn gặp mọi người ở cuối hàng số thứ 4 nhá. Hiện tại thì mình đã móc xong đến hàng số 4 rồi nha mọi người. Bây giờ là chúng ta sẽ sang hàng số thứ 5. Thì hàng số 5 này đầu tiên mọi người sẽ móc cho mình là 4 mũi kép nhé. Và 4 trên mũi đầu tiên này. 1 này. Tiếp tục. 2. 3 này. Và 4. Sau đó mọi người sẽ lên cho mình 3 bính. 1, 2 và 3. Sau lên 3 bính xong mọi người sẽ bỏ cho mình là 1, 2, 3 mũi. Và mọi người sẽ móc vào cái mũi số thứ 4 cho mình là 1 kép. Tiếp tục sau đó mọi người móc cho mình thêm 7 mũi kép nữa. 1 này. 2. 3. 4. 5. 6 và 7. Sau khi móc xong 7 mũi kép thì mọi người sẽ lên cho mình 3 bính nhá. 1 này, 2 và 3. Sau đó mọi người lại bỏ cho mình là 3 mũi. 1, 2, 3. Móc vào mũi số thứ 4 cho mình 1 kép. Rồi sau đó mọi người sẽ móc cho mình 3 mũi kép nữa vào 3 trên mũi còn lại. 1 này, 2 và 3. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong hàng số 5 rồi nhé mọi người. Sau đó thì mọi người sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên cho mình. Rồi lên một bính, kéo lên ra và cắt lên. Như vậy là chúng ta đã xong cái áo rồi nhé mọi người. Bây giờ thì mình lại tiếp tục sử dụng màu xám để mà móc tai Totoro nhé mọi người. Đầu tiên thì mọi người cũng sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó lên một bính. Tiếp theo thì mọi người sẽ móc vào trong vòng tròn cho mình là 40 đơn nhé. 1 này. 2. 3. Và 4. Sau khi móc xong 40 đơn thì mọi người sẽ cầm sợi dây ngắn này và siết lại thật chặt cho mình. Tiếp theo thì mọi người sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên cho mình. Rồi lên một bính để kết hàng nhé.
Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ sang hàng số thứ hai. Hàng hai thì mọi người sẽ móc cho mình cụm là một đơn và một tăng, lặp lại hai lần nhé. Đầu tiên mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên này, một đơn, mình giấu cho mình lại. Mũi số thứ hai mọi người sẽ móc cho mình là một tăng, như vậy là chúng ta đã được một cụm rồi nhé mọi người. Tiếp theo thì mọi người sẽ lặp lại cụm đó cho mình thêm một lần nữa, một đôi này và một tăng. Tiếp theo sau đó mọi người sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên cho mình rồi lên một đính, cắt bỏ thừa phần thừa này đi. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ sang hàng số thứ ba nhé mọi người. Thì hàng ba mọi người sẽ móc cho mình cụm là hai đơn và một tăng, là phải hai lần nhá. Đầu tiên là hai đơn một này, mình giấu cái mũi đầu tiên lại cho mình. Sân mũi số thứ hai này thêm một đơn nữa, sau đó mọi người sẽ móc cho mình là một mũi tăng vào trên mũi số thứ ba. Như vậy là chúng ta đã được một cụm rồi nhá mọi người. Bây giờ mọi người sẽ lặp lại cho mình thêm một lần nữa, một đơn này, hai đơn và một tăng. Sau đó thì mọi người sẽ trượt vào cái chân mũi đầu tiên cho mình để kết hàng. Rồi lên một đính. Bây giờ là mình sẽ móc hàng số thứ tư. Thì hàng số tư này mọi người sẽ móc cho mình cụm là ba đơn và một tăng, lặp lại hai lần nhé. Đầu tiên là một đơn này, hai này và ba. Sau đó thì mọi người sẽ móc cho mình một tăng. Rồi tiếp tục bây giờ lặp lại cho mình, một này, hai và ba. Đó là tăng. Rồi tiếp tục mọi người sẽ trượt vào cái chân mũi đầu tiên cho mình và lên một đính. Tiếp theo thì từ hàng số thứ 5 cho đến số 6 mọi người sẽ móc cho mình tất cả đều bằng mũi đơn nhé, không tăng không giảm cho mình. Hàng 5 và hàng 6 sau khi móc xong hàng 5, hàng 6 thì bây giờ chúng ta sẽ sang hàng 7 nha mọi người. Hàng 7 thì mọi người sẽ móc cho mình cụm là 3 đơn và 1 giảm, lặp lại 2 lần nhé. Đầu tiên sẽ là 3 đơn này, 1, 2, 3. Sau đó sẽ là 1 mũi giảm. Tiếp tục lặp lại cho mình thêm 1 lần nữa, 1 này, 2, 3. Sau đó mọi người sẽ móc một mũi giảm. Rồi trượt vào chân mũi đầu tiên và lên một bính để kết hàng. Sau đó mọi người sẽ kéo lên ra một đoạn dài dài để mà tí nữa chúng ta sẽ khâu vào phần mũi á. Mọi người sẽ móc thêm cho mình một cái nữa, là tổng cộng chúng ta sẽ có hai cái tai nhé mọi người nhé. Tiếp theo thì mọi người sẽ móc cho mình hai bế bổ hóng mini như thế này nhá, một bế nhỏ hơn và một bế lớn hơn, thì chắc mình sẽ ghi trên màn hình nhé mọi người nhé. Sau đó thì mọi người sẽ lấy cho mình một mảnh vải dạ, rồi cắt cho mình bốn con mắt nhỏ nhỏ như thế này nhá. Mọi người hãy căn vào bế bổ hóng này, này mọi người để cắt nhá. Sau đó sẽ được như thế này, sẽ được như thế này. Bây giờ thì mình sẽ lấy keo nến để mà dán lên, dán mắt lên nhé mọi người nhé. Đó, sẽ được như thế này. Sau khi mà dán mắt trắng xong thì mọi người sẽ dán mắt đen lên, mình sẽ được hai bế bù hóng như thế này nhé mọi người.
Sau đó thì mọi người sẽ lấy cho mình một sợi len màu đen như này và kim khâu lên. Sau đó thì mọi người sẽ lấy kim này này và đâm xuyên qua cái bộ hóng này luôn, sau đó kéo ra, rồi mọi người sẽ cắt đi. Như vậy là chúng ta sẽ được hai cái tay như thế này nhá mọi người nhá. Và bộ hóng lớn thì mọi người sẽ làm như vậy. Như vậy là mình sẽ được cái tay như thế này. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ khâu cái tay lên nhé mọi người nhé. Mọi người sẽ khâu cái tay vào hàng 1, 2, 3. Mọi người sẽ khâu vào cái hàng số thứ 4 nhé. Lấy mình một cái kim khâu lên. Sau đó thì mọi người sẽ khâu cái tai bên này y hệt như thế nhá. Tiếp theo thì mọi người lại lấy vải dạ cho mình và cắt cho mình hai cái lòng trắng như thế này để chúng ta dán thành mắt nhá. Sau đó thì mọi người sẽ lấy cho mình một ít keo nến để mà chúng ta dán mắt. Đó. Bên kia cũng như thế nhá mọi người nhá. Sau khi dán mắt trắng xong thì mọi người sẽ dán mắt đen và lên nhé. Đó, sau khi dán mắt xong thì chúng ta sẽ được như thế này. Tiếp theo thì mọi người sẽ dán cái mũi lên nhé. Bây giờ thì mình sẽ dán mũi bé heo lên nhá. Sau đó thì mọi người sẽ dán mắt lên cho bé heo nhá. Sau đó thì mọi người sẽ dán cái bụng lên. Sau đó mọi người sẽ dán cái lá. Mọi người sẽ để bé bù hóng này lên trên cái lá nhé. Còn bé bù hóng lớn thì mọi người sẽ dán ở phần tay của bé heo. Sau khi dán xong thì chúng ta đã hoàn thành rồi nhé mọi người.